Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, ông bà cô chú anh chị ơi, hiện tại thì Trang đang ở chùa Hòa Phú Tự, dạ ở huyện Cà Đỏ, ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Trang vừa mới cho cơm ở nhà má ba xong, thì hai vợ chồng Trang đến chùa để mà nhồi bột để làm bánh tiêu tặng cho bà con ở chùa, ở bà ông bà cô chú anh chị. Thì làm ở dưới chùa này đó là 40 kg bột. Thì do Trang bận sáng phát cơm cho nên Trang có đưa nhờ bà Chính là nhồi 20 kg để tặng cho ở chùa trước, rồi Trang mới xuống Trang nhồi sau 20 kg nữa. Và bên đây là bánh bà Chính chiên nè bà cô chú anh chị. Dạ thì với số lượng là 40 kg bánh á, là do được cô chú Hưng và cô Becky ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu đồng. Dạ, cùng với đó là sẽ dạ cho anh chia sẻ gì luôn đi không bà cô chú anh chị. Dạ, ngày 14 và ngày 15 thì Trang nhận được số tiền của cô Becky 2 triệu đồng cùng với là em là A Nền Võ, là con trai của anh Hội, thì có gửi về cho Trang đó là 250 đô. Thì 250 đô thì Trang đổi ra được đó là 5.950.000, thì cộng với số tiền của chú Hưng và cô Becky 2 triệu nữa, Trang sẽ làm là tổng cộng đó là 80 kg bánh. Hiện tại hôm nay là ngày 14 thì Trang cùng với má ba mới phát cơm ở nhà của cô Dượng ở bên Nút xong, thì chồng Trang với Trang đến bên chùa để mà làm bánh tiêu tặng cho bà con, đó là 40 kg bánh ở hiện tại ở chùa. Còn 20 kg bánh là ngày mai Trang sẽ chiên ở nhà má ba, còn 20 kg nữa Trang sẽ đem vào khu Sóc Hành, người dân tộc Khmer bà cô chú anh chị. Là tổng cộng hai nhà hảo tâm là gửi về cho Trang, Trang làm được 80 kg bánh để tặng cho bà con. Thì hôm nay là 40 kg bánh tặng ở chùa, do là Trang phát cơm với má ba không có xuống kịp nên Trang có nhờ bà Chính là nhồi 20 kg bánh để chiên tặng cho bà con trước, còn Trang thì xuống nhồi 20 kg bánh sau để tặng cho bà con. Dạ, đây là 20 kg bánh của bà Chính nhồi trước tặng cho bà con, bà cô chú anh chị. Bà Chính đang nói chuyện. Dạ con chào chú. Nãy giờ con gặp chú. Dạ, để con nhồi bánh cái đi cũng mới ăn. Dạ. Con bánh hay vậy? Dạ con nhồi bánh. Dạ bánh thì bà Chính nhồi không công thức là Trang đưa, nhưng mà bà Chính nhồi thì không có được phì giống như Trang làm ở dưới. Dạ bà Chính chiên hồi mấy giờ vậy bà Chính? Bà nhồi bằng phần nào? Dạ nhồi hồi 10 giờ chiều phía đó, 10 giờ tối đó. Rồi chiên hồi 9 giờ mấy, 9 giờ rưỡi bắt bếp lên. Bà làm đúng công thức không? Hả? Làm đúng công thức công thức không? Mà sao nó không phì vậy? Không biết. Dạ đây còn bao nhiêu ký bột nữa? Chắc được phân nửa rồi. Phân nửa hả? Dạ. Phân nửa rồi đó. Chắc chiên xong rồi. Chiên xong là mình nhồi là mình chiên tiếp tục của anh Trang với Lân chiên luôn. Dạ chưa đâu, mình ủ bột tới 6 tiếng nè. Dạ thì chắc này là 11 giờ thì ủ tới 11 giờ, 12 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 5 giờ chiều mới bắt đầu chiên tiếp không bà cô chú anh chị. Dạ. Dạ thì bà Chính chiên nha, con qua chia sẻ khâu nhồi bột của con. Dạ. Cô chú ơi, thì do với một công thức là 40 kg của Trang là Trang mua tổng cộng bột lại là 2.416.000, thì Trang sẽ đọc qua số tiền mà Trang mua ông bà cô chú anh chị. Dạ thì Trang mua đó là 10 hộp sữa bò, đó là 320.000, cùng với là 10 hộp bơ 200g là 170.000, cùng với là một cây đường là 275.000, 40 bột đa dụng, đó là bột mì đa dụng đó bà cô chú, là 720.000, cùng với là sữa chua thì 20 hộp sữa chua đó là 100.000, cùng với một bịch bột khai 25.000, và cùng với một bột đó là baking soda đó là 29.000, cùng với là 4 kg mè đó là 312.000, 3 canh dầu ăn đó là 465.000. Tổng cộng thì Trang mua 40 kg bột đó là 2.416.000. Dạ đây là 2.416.000, Trang thay mặt cho hai nhà hảo tâm đó là chú Hưng và cô Becky cùng với là em A Lèn Võ là con trai của anh Hội ạ. Dạ bây giờ thì Trang sẽ bắt tay vào nhồi bột nha ông bà cô chú anh chị. Dạ ông bà cô chú ơi, thì ở trong đây thì do bắt giảng nó hơi lớn á, thì có gì mà ông bà nghe Trang nói chuyện không rõ ông bà cũng thông cảm giùm nhất. Ủa, mấy bà nhồi bột tiếp mình đi đâu hết rồi?
À, dạ rồi, thì trước khi mình nhờ bánh thì mình phải nhớ rửa tay thiệt là sạch nha. Dạ, thì đây là công thức mà Trang làm bánh tiêu, đó là do gia đình chồng của Trang làm bò mối từ trước đến giờ. Đây là công thức để bán luôn nha bà cô chú, thì cùng với là 1 lít nước nè, 1 lít sữa, cùng với là 2 hộp sữa chua, 1 hộp bơ, rồi 1 muỗng bột khai, 1 muỗng baking soda. À, đó là muỗng cà phê nhỏ thôi nha. Đó, đó là những công thức mà làm bánh Trang không có giấu nha bà cô chú. Đây là Trang làm công khai, cho nên mà ai có muốn làm bánh tiêu cho ở nhà ăn á thì mình có thể tham khảo công thức này nha. Còn bây giờ thì Trang sẽ bắt tay vào làm. À, trước tiên mình để 1 lít nước với 1 lít sữa vô. À, Chính ơi, Chính ơi, Chính đâu rồi? Nhỏ Chính ơi. À, con chào anh. Chào ông. À, mình bỏ đây đi, đặng mình đi đổ nè. Dạ, Chính bỏ vô đi Chính. Chính thứ một thao đó Chính. Dạ, một thao là một combo gì nè, Chính bỏ vô đi là được á. Trang sẽ để bơ sao, tại vì bơ nó dễ giờ để tay chúng ta dính bơ, để sữa chua trước. Em chàng ơi, đổ ra ngoài nghe. Cái này đổ bơ nữa cha. Dạ. Muỗng bỏ trong đây nè. Muỗng muối lưng đi. Lưng chút nữa. Ừ. Cứ mỗi thao cho con. Dạ mà gì ạ? Dạ. Cho hả? 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 Sao hả? Thì nãy giờ thì mấy cô cháu cũng đã nhồi bột xong rồi. Bây giờ mình ủ lại, tức là mình đậy kín lại mà đừng cho có hơi vô á. Mình ủ lại khoảng 6 tiếng đồng hồ lúc đầu mới chiên. Dạ bây giờ thì Trang để bột đây ủ rồi Trang sẽ đi ăn cơm. Rồi Trang sẽ chia sẻ chùa ở đây không phải là làm bánh không mà làm tất cả rất là nhiều loại bánh luôn bà cô chú. À đây có một em đã ăn bánh tiêu của bà Chính chiên sáng giờ không bà cô chú. À, ăn bánh ngon không cưng? Dạ rất là ngon. Ngon hả? Ngon, cảm ơn con nhiều nha. Ngon.
Dạ bây giờ thì Linh sẽ đi chia sẻ xung quanh cái chùa hôm nay bà cô chú. Thì đây là chùa Hòa Phú Tự của huyện Cờ Đỏ. Thì bên đây là cái chỗ bà Chính chiên bánh nè, con của bà Chính với mấy chị em hàng xóm. Ngoài ra chiên bánh thì có bà con địa phương á, mỗi lần mà cái lễ cái gầm lớn gì thì bà con sẽ xúm lại, người có góp đồ thì góp đồ, người góp công thì góp công, năng mà chiêu đãi cho những cái tín đồ Phật tử người ta đi viếng chùa bà cô chú. Phong cảnh rất là đông đúc, vui và náo nhiệt. Này là những cái đứa em nhỏ nè rất là thích đi chùa vì có nhiều đồ ăn lắm. Dạ bây giờ thì cha ngoại ông bà cùng đi ăn cơm chùa với cha một bữa nha. Ở đây mấy cô cũng đang chuẩn bị chiều nay đãi nằm bà cô chú, mà không biết đãi món gì thôi nha. Cá hơi nhiều, chiều nay ăn cá ha. Cô đang làm gì cô? Nắng cà na. Nắng cà na. Ủa nấu kiểm á cô? À, à cà na nấu kiểm hả? Nhà mơi nấu kiểm đó. Nhà mơi có kiểm mà nha. Nấu kiểm nhiều lắm. Dạ. Có tới 7-8 nồi kiểm bự đó. Thôi, ăn cơm thôi. Bà Chính ăn cơm luôn bà Chính. Thôi không nổi chính anh, ăn đi chị. Tôi bỏ thêm lại con đi lấy đũa. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Con ăn không nổi. Ăn hết chén cơm được không? Chú có chồng phải chạy ra đây á. Chính về không? Chính về không? Về đi, chiều mới lên. 5 giờ luôn. Không, con về luôn. Chiều con mới lên, 5 giờ con mới lên. Giờ tiếp má ba. Má ba ở nhà là không kịp. Cô chú ơi, anh chị ơi, thì bây giờ Trang sẽ dắt ông bà cô chú vô phòng bánh ở chùa nha. Quá trời bánh nè. À, treo lên nó lủng lẳng là chắc có thể là bánh đa. Cùng với đó là bánh bò bía nè. Có bánh lũ tai heo, có cơm, có phay mì. Quá trời bánh luôn rồi ông bà cô chú ơi. Mấy cô đằng đó cũng đang dò kiểm kìa. Thôi bánh tiêu của Trang thì ủ chắc có thể là 5 giờ mới chiên. Thì Trang hẹn ông bà cô chú anh chị tới 5 giờ Trang chiên sẽ chia sẻ tiếp đến bà cô chú nha. Bây giờ Trang xin chào ông bà. Ở chùa bên đây có đại nước cam nữa nè.